Tác phẩm tiếp theo em trai muốn giới thiệu đến tất cả anh chị mình đó chính là một tác phẩm gia đình voi hay còn được gọi là cầu voi mình nhá. Được chế tác trên chất liệu gỗ am tinh dầu thơm, một dòng gỗ cũng rất là quý mình ạ. Tác phẩm này cũng là một tác phẩm liền khối mình nhá. Hoàn toàn liền khối, một phôi gỗ liền khối cho mình ạ. Tác phẩm này với chiều cao là 50, ngang 90 và sâu 24. Và em đang giao lưu tại cửa hàng với mức giá là 5 triệu 555 nghìn và tác phẩm này nếu như ngoài thị trường một tác phẩm liền khối lớn như này anh chị mình sẽ phải trả ra mức giá khoảng từ 6 triệu 6 triệu hơn một tầm 7 triệu thậm chí hơn 7 triệu nhưng với Trung Kiên thì ở đâu rẻ Trung Kiên sẽ rẻ hơn anh chị mình nhá anh chị mình hãy thưởng lãm cho em trai tất cả những đường nét đục của tác phẩm này chị mình ạ một tác phẩm gia đình voi mình nhìn thấy đúng không từ những đây những người cha hay người mẹ và những người con trong gia đình một tác phẩm biểu trưng cho sức khỏe sự đoàn kết trong một gia đình anh chị mình nhá anh chị mình có nhìn thấy đúng không họ là ngọc am tiêu thơm đó chính là một uh, phôi gỗ cũng rất là quý như mình ạ anh chị mình hãy nhìn cho em trai này một tác phẩm có voi vô cùng lớn và giá lại cùng êm rất là êm và những uh, mức giá này là những mức giá chiên cho tất cả những khách hàng của bên tường gỗ trung kiên trên nền tảng youtube chị mình nhá và anh chị mình nếu yêu thích tác phẩm này rồi thì hãy nhanh tay liên hệ qua những đầu số này like quen thuộc bên cơ sở em và em sẽ qua những tác phẩm khác cho anh chị mình cùng thường lắm chị mình nhá